cấu để mình có được cái nhà. Thì hai chồng cũng đã làm suốt 3 năm. 3 năm mà nhờ cái ơn lớn nhất là cũng nhờ Việt Nam của Trinh. Thì Việt Nam cũng đứng ra như là mua vật liệu xây dựng ăn hết. Mình đứng mình trả từ từ, mình có bao nhiêu mình trả đứng rồi mấy ghế này, cái 8 giờ mấy luôn nè. Mấy ghế tù nào đẹp xin này đấy nha. Làm cố gắng làm cho rồi một đường qua bên tới trong vườn luôn, toàn là người ta trồng bông bây giờ. Thay vì nếu mà người ta không trồng là sẽ cỏ dữ lắm luôn. Cho nên là mọi người trồng gì là khỏi bằng cỏ, mà vừa không bằng cỏ mà vừa lại đẹp nữa chứ. Đẹp lắm luôn đó nha. Xanh mướt luôn ha mọi người. Mọi người giờ kỹ quá. Phần lúa không có như hồi xưa nữa cả nhà nè. Trên cánh đồng không có cỏ luôn. Không có cỏ dại luôn. Chịu ở ngoài nắng vậy đó anh Tú ơi. Đây mà dài ra tới trong cái vườn luôn đó nha. Hai bên đường còn là khu vườn luôn, đủ màu luôn. Mà dễ lắm, anh trồng vậy chứ nhưng mà để mưa xuống là nó lên lại. Thì khi cái lúc mà ta còn cỏ đó, ta sẽ đi lên cỏ bằng cỏ bằng cỏ. Cho nên nó xuống nó chết nhưng mà nó qua cái mưa là nó sẽ tốt lại. Tú xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đang đến với kênh Tú Trinh Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà lúc nào cũng luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào cả nhà. Hồi nãy giờ thì Trinh với anh Tú trên xe thì Trinh không có nói chuyện với cả nhà được. Tại vì trên xe Trinh sợ ồn á, rồi Trinh không có nói chuyện. Tới đây thì Trinh mới gửi lời chào đến cả nhà luôn nha. Thì ở đây là cạn cưa của anh Tùng ở số 3. Nhưng mà giống như là từ số 3, từ cầu số 3 cả nhà sẽ chạy thẳng vô có cái đường đi vô đi vô ruộng băng qua đây, chạy thẳng qua đây là tới quẹo qua cầu thì tới nhà của anh Tùng. Ở đây anh Tùng đóng chạy cưa luôn, anh chạy cưa xong rồi anh đóng bàn tủ ghế rất là đẹp luôn. Giờ thì Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Thì Trinh cũng quên nói với cả nhà, hôm nay hai bé nhà Trinh được cô Hương ở bên Mỹ hỗ trợ cho hai món quà hai bé cũng rất thích. Thì cô Hương muốn gửi đến hai bé. Trinh cũng đặt cũng hai tuần với anh ha. Bây giờ thì anh mới nói là rồi. Bây giờ Trinh sẽ vô quay chỗ mà anh làm việc để cho cả nhà xem. Rồi xem luôn mặt hàng luôn. Hai bé nhà chưa biết. Chỉ có cả nhà với hai chồng của Trinh là đi gặp lần đầu tiên. Như là mình đi thấy trước, còn hai bé thì chưa thấy. Giờ Trinh mời cả nhà cùng vô luôn nha. Tại vì anh không biết hai chồng Trinh lợi cho nên là anh cũng làm việc á, việc mai làm việc á. Hôm nay thì con cũng xin con cảm ơn cô Hương đã giúp đỡ cho gia đình con, cho hai bé được hai cái giường. Con cũng mến chúc cô thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng gặp nhiều may mắn luôn nha cô. Ở đây anh Tùng là gỗ của anh Tùng là loại gỗ tốt nha. Nè, cái này là mùa u nè cả nhà. Bởi vì hồi xưa Trinh còn đi làm ở công ty á, có nhiều chỉ cho công ty á thì không biết chỗ anh Tùng thì ta nói là có mùa u thiệt không. Đây thì sẵn Trinh có làm YouTube thì Trinh quay cho cả nhà xem, rồi mấy chị cho con cây đó xem á thì cũng xem luôn nha. Cái này là cây mùa u nè, anh Tùng cưa ra cái như cánh thớt bự nè. Cái này anh cưa ra làm hai hoặc ba tấm nữa rồi anh mới bào ra. Còn đây là những này là tấm thớt nhỏ nè. Wow, tấm thớt này nó bự dữ nè, tấm thớt này nó bự nè. Nếu mà tấm thớt bự này là anh bán giá cao hơn tấm thớt nhỏ. Đây là mùa u thì cũng như cả nhà chứ không phải giống như là
mọi người nghĩ là sẽ dán cái vỏ vô là nguyên cây mùa u á. Nguyên cây mùa u luôn nè. Nhưng mà lúc mà anh bán thì anh không có để cái vỏ mà anh phải cưa ra. Lột tại ra vì hôm nay Trinh có dịp vô chỗ trại cưa của anh Tùng á, cho nên là Trinh cũng quay cho cả nhà xem sẵn cho mấy chị công ty xem luôn. Có nhiều chị nó không biết phải mùa u không, đây chính thức là mùa u nha. Giờ Trinh vô nhà của anh Tùng. Cái này là gỗ của anh Tùng mua, anh Tùng đi mua gỗ xong anh cưa ra để anh đóng chứ không phải là giá ép, bởi vì nó nặng dữ lắm. Cái bàn trang điểm nó nhìn thấy đẹp ha. Cái bàn nó dán cũ không quá. Còn đây hai cái giường nè, biết phải cho cái thị với thôi không em. Đây là hai cái giường của Hương. Cô Hương muốn gửi đến hai bé. Thì Trinh thấy là mình mua ngoài thì mình sợ dán ép. Thì thay vì mình vô anh Tùng đặt thì giống như mình chờ đợi khoảng chừng 50 ngày là có rồi. Nhưng mà nó là dán thật, dán anh Tùng đi mua thì nó sẽ chắc chắn hơn, xài nó được bền hơn là dán ép. Đẹp ha. Ở đây thì chỗ đóng bàn ghế rồi giường đồ của anh Tùng với lại chạy cưa của anh Tùng luôn. Thì anh cho em biết cái địa chỉ của anh được không? Để nhiều cô chú anh chị muốn đến đây thì cũng khó, không biết đường. Ấp Phú Hữu, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Anh hiền lắm, anh ngại với ông kính. Anh nói quay đó được rồi, đừng quay anh ngại. Đẹp trai mà ngại với ông kính. Yeah. Nói chung thì anh Tùng đóng bàn ghế thì đồ thì rất là tốt, nhưng mà giá cả thì hợp lý lắm nghe cả nhà. Giống như giá cả giống như là phải chăng lắm, chứ không phải là anh bán giá cao. Không phải là ở vườn rồi đóng cái hàng cái gỗ tốt mà giá cao, không có. Anh đóng cái giá vẫn giống như là mình mua hợp với túi tiền luôn. Mà cái đồ của mình xài cũng rất là tốt luôn. Giờ thì hai cái vườn nó phải của em không? Giờ thì hai cái vườn nãy Trinh quay cho nhà xem đó, là hai vườn đó là của Trinh đó. Anh Tùng bán cho hai bé. Bữa nay thì cũng xong nên là Trinh lợi nhận hàng. Thì em cảm ơn anh nhiều nha. Em chúc anh buôn mai bán đắt nha. Mà anh Tùng đắt lắm cả nhà. Nếu mà lấy hai cái vườn ra rồi thêm mấy chục cái nữa đặng. Một nhà một đó, giờ còn bốn cái bàn gì nữa nè. Bộ bàn ăn ghế anh đóng rồi, bộ bàn ăn. Nào một nhà một á. Lúc Mỹ vô túi điểm nên đặt á. Ta cũng giới thiệu quá. Quen biết ta có xài đồ rồi, cái ta giới thiệu. Giống như của em vậy đó, em xài rồi cái mọi người lại sao họ cái đó của ai vậy Trinh thì chỉ ở gần thì biết. Còn sẵn ở đây thì Trinh có làm. Một cái liên quan nữa. Một cái nhà một luôn á. Dạ. À, 6 cái bàn phấn đó. Vậy hả? 6 cái bàn. 6 bàn phấn, một cái bàn ăn, một cái bộ sofa, một cái liên quan. Rất nhiều đồ đó. Sẵn Trinh làm một YouTube nhà thì đó. Trinh cũng chia sẻ với cả nhà là chỗ của anh Tùng luôn. Mốt đang biết Tùng địa chỉ đang có ai có ủng hộ đang vô thợ vườn mà hữu nghị lắm. Hữu nghị bất cứ diện lãnh đó nha. Bất cứ diện làm nha. Giờ trong đây thì nó hơi vùng sâu vùng xa ha. Nếu mà Trinh không có làm công ty lúc trước là Trinh không biết tới anh. Tại vì vợ anh làm chung á, Trinh mới biết. Chạy vòng vòng cho nên là anh phải đọc cái địa chỉ để cả nhà tìm nó dễ. Nhưng mà biết một lần thì dễ hả? Từ số 3 anh chạy thẳng vô cái quẹo qua cây cầu. Để nhảy vô nhà mấy đường thì tới có vòng bồng quẹo vô. Đúng rồi. Nếu mà ai đi đường Đại Ngãi thì từ Đại Ngãi vô nhà máy đường cái tới đường Bồng Bồng quẹo vô là thẳng vô là tới luôn. Mình trong này mình làm đồ bỏ tiệm không mà đâu có cần mặt tiền. Không mặt tiền anh mướn cái này cũng bọn nha, tại từ đó qua tới đây biết bao nhiêu đất luôn mới làm được. Mình mướn đâu được rộng rãi như vậy. Cây thì là anh phải đi mua cây và anh tự cưa ên nữa. Tự xả ên luôn. Tự xả ên đúng không? Nó tự cưa, tự xả. Anh có cái máy xả bên đó nữa đó. Rồi giờ đi nhận cái ấy anh Tú. Gỗ này là gỗ chắc chắn luôn, cái nhà gỗ 100% là do anh đi mua gỗ rồi về anh đóng á, giống như anh lấy công làm lời thôi. Tự nhiên. Cái này là anh Tùng chỉ lấy công làm lời chứ không có phải là bán mắt. Gỗ đẹp lắm luôn, rất là đẹp luôn, liền luôn này. Anh làm bao nhiêu năm anh Tùng? 25 năm. Dữ vậy đó hả? Mà đa số là có mấy mắt này là mấy tốt này. 25 năm rồi. Mắt này nè. Anh Tùng khéo tay lắm. Cây vườn thì nó mắt gì nó mới đẹp á. Dạ. Đúng rồi anh. Được không? Rồi bỏ lên xe hả? Được, để anh làm ơn anh nè. Để em ấy cho anh Tú phụ anh. Thôi được rồi, anh biết ý, làm ơn anh biết chắc mới ở được. Dưới này cả nhà. Chắc như nó, cây. Anh Tú cầm thử cái cây à. Ủa, vợ ghi luôn không hả? Là anh lấy từng món ra hả? Gã. Dạ, để anh ghi Tú ơi, anh ghi số 1, số 2. Anh ghi số 1, số 2, đặng họ anh biết anh gáp vô. Mà bán đắt luôn nha. Cảm ơn nha. Anh lúc nào cũng đắt hết trơn em. Nói gì nhớ nghe, lúc nào cũng đặt thằng có kịp đâu. Hôm nửa tháng đủ lên. Anh lúc nào cũng đắt hết trơn em ơi. Để đi chơi, sắp chơi mà không biết cắt đâu. Hôm làm rồi mấy ghế này, tới 8 giờ mấy luôn nè.
cái ghế tù nào đẹp hơn nữa nha. Đẹp ghế đẹp không? Dành làm ơn nè, nhỏ ra dọn phụ làm phụ không chịu đấy. Ba cái đồ này nó chắc lên không biết đâu có được, anh Tú làm cũng không cho luôn nữa, đâu có được, dở ra không biết là chạy tôi đâu có thường hay sao. Sắp vô cái xe, sắp vô xe rồi anh chở anh chạy đi. Đây thì nãy anh Tú chạy dọc đường cái xe bị bể, cho nên là hai dòng trên giá thì anh Tùng cũng lợi trước, nhờ anh Tùng biết nhà cho nên là anh Tùng vô rồi, anh nói anh vô nãy giờ rồi. Cái đường này trên thì trời mưa thì nó hơi bị dơ, nhờ anh biết đường cũng đỡ là rồi. Tính là hay cho anh Tú phụ cuối cùng đi anh làm ơn luôn. Cái đường này hiện đi hơi sình, cho nên thấy anh Tùng đi thấy cũng tự nhiễm nữa nha. Đi vô mình ơn, dắt hai cái giường vô đây mình ơn. Này anh Tùng nói gác mặt trời mọc, Trinh thì Trinh tính quay chỗ ngang gì anh ấy gác gì đúng hơn, với lại gì cho nó trống để cái tủ, còn bên đây thì bàn cho nó học á, ngồi đây học được. Chẳng có mà làm luôn mà. Giờ anh đo kích cỡ. Dạ, anh đo kích cỡ xong anh để dành thì được. Tại khi nào em có tiền thì em mới đóng được. Cái bàn học á. Tự nhiên ngủ thì đây thì nó chảy nằm dưới gạch. Thì con thương thì gửi đến cho hai bé phận với thân được cái đứa cái giường. Thì nào? Có ngủ dưới gạch. Dạ. Hồi nào giờ thì em cất cái nhà thì hai đứa ngủ dưới gạch thôi mà. Lót cái trải cái nệm với cái chiếu cái ngủ rồi đó. Cho nên là cô nói sợ là nhiều khi con này con kia nó bò vô. Rồi cô mới đặt kêu em mua giường. Thì em thấy anh làm giường thì nó chất lượng. Đóng thì mình chờ khoảng 5-10 ngày thì mới có xong, chứ không phải mình muốn cái mình lợi có liền được. Xui, đợt này đồ dồn dập á. Dạ. Xui á. Không được phải lâu rồi á. Dạ. Nhớ lại cái hôm mà bữa kia cưa cái dừa là nó đứt cái tay nè. À. Cái lúc cưa cái dừa á. Lâu rồi. Đứt tay chưa, không có cưa cưa được á. Ừ, thì bữa em kêu anh cưa cái dừa đang cắt cái chòi á. Bữa đó anh mới nhớ nè, nói bữa đó là đứt mới đứt tay mấy ngày đó. Dạ. Của người nghiệp anh Tùng hỏi là điện hỏi cưa cái dừa cho anh đem máy cưa ở trên cắt. Anh nhớ chỉnh đó, anh nhớ chỉnh hỏi mà có cưa chưa, sẵn con lấy cưa nghe điện cưa dùng cho anh cái. Em cắt cái chòi rồi thì em cũng cưa rồi cái dừa đó, là em cắt vô gốc dừa. Em cắt vô gốc dừa cho nên là em không thấy được. Vườn đẹp ha. Vườn đẹp luôn á. Cậu này đồ chất lượng mà. Không phải là chất lượng không luôn nghe, cái nhà mà đẹp nữa. Nó vừa chất lượng mà nó vừa đẹp nữa. Nó là ở chợ nó chỉ dán ép thôi. Dán ép bây giờ cây cái gì nữa, cây dạ. Dạ. Đó. Ở anh Tú đứng thì để hai bé có cái bàn học thì để nghe bàn, giống như là hai bé học bài đó. Này là khỏi sợ mối mọt hay? Không có mối đâu. Mà cũng ngộ lắm nha, mà cái nhà tường với lót gạch rồi là không có mối mọt. Đấy, dạ. Mà sao mà anh ở nhà đất là bị liền đó. Anh Tùng làm mình nên à, chứ người khác làm sợ không biết làm. Con gẫm mà, cái này gì đó, con gẫm mà. Con gẫm. Tại hôm bữa anh Tùng kêu Trinh làm cái giường lớn á, thì Trinh sợ nó chật. Nhưng mà cái giường rộng, đặt cái giường như rồi thấy cái phòng cũng còn dư, còn trống. Quá đẹp ha. Ừ, này cái tủ nó là đẹp luôn nè. Anh Tùng cũng lo xa lắm, lo sợ sau này hai đứa nhỏ. Mình trước cũng mua mà sao cũng mua mà sau dạ. Này cái mình có nó có gia đình. Dạ. Biết đâu được, nó nhiều khi nó về đây nó ở với mình, như chứ con anh đó. Cái giường này thì bây giờ là ngủ mình lên thì khỏe lắm, hai vợ chồng ngủ cũng đã luôn. Anh Tú chờ lên thử anh Tú. Bao nhúng. Im lắm, bao nhúng luôn. Cứng nè. Trời ơi, cứng ngắt luôn mà, em nhìn là biết cứng rồi. Giường quá xa đẹp. Tôi nói à, có cái giường vô cái phòng rồi nhìn thấy đẹp quá. Rộng rãi luôn. Để hai bé trẻ chiếu ngủ á, cô Hương đấy, cô Hương thấy thương quá. Như là cô Hương kêu Trinh đóng cho hai bé. Đây thì cái giường của bé Hương.
Trinh cũng chảy ra gần nữa nha, ngồi lên thấy yên quá trời luôn, đắp trắng luôn nha. Thư nãy giờ Tuấn kêu Thư vậy chưa? Rồi. Ủa Thư đi thương cả Thư. Vô đây coi. Đi gần quá chốn. Rồi sao? Nè ngồi thử coi. Mày là bà coi coi trong cái chân ngủ à, bà cô vừa có gì bà cô thấy bé Thư trải cái chiếu này nè ngủ dưới đất thì bà cô thấy thương quá, bà cô sợ như là con cuốn chiếu con này kia nó bò vô tay, nên là bà cô muốn cho bé Thư có với bé Thuận có một cái giường nằm trên cao này nè cả nhà. Bé Thư hôm nay được ngủ sướng nha. Phải không Thư? Nè cho mẹ con kéo được không Thư? Ở đây thì anh Tùng cũng giống như kiểu một phong thủy ấy, nhà đó là em để về mặt trời, vừa chiếu về mặt trời vậy anh? Mặt trời mọc. Mặt trời mọc. Thì tốt hơn, cho nên là cho mới đầu tiên Kinh Định sẽ quay ngang vậy nè. Nhưng mà anh nó quay gì đi đẹp hơn. Quay như thế này. Nằm yên lắm nha. Rồi Thư có gửi lời cảm ơn đến bà cô. Thưa con cảm ơn bà cô đã không dự như con với anh đâu. Cảm ơn bà cô. Bà cô Hương. Bà cô Hương ở bên Mỹ đã yêu mến gia đình Đức Trinh. Tạo cho bé Thư, tạo điều kiện cho bé Thuận với bé Thư được thoải mái hơn. Đây thì con cũng xin cảm ơn cô Hương đã thương mến hai bé, mua cho hai bé hai cái giường để hai bé ngủ giống như là an toàn hơn, thì con cũng thấy rất là vui khi hai bé được cô thương mến giống như là sức khỏe thì được tốt hơn, cho nên là con cũng thấy rất vui, không có lo sợ là con này kia như là bình thường á là ngủ dưới cũng hay bị kiến, tại vì mấy bé hay ăn bánh kẹo gì đó hay lo vô phòng, cái nhiều khi ban đêm mà chung quét qua lượn rồi á cái tối mình ngủ mình quên á, sơ ý nhiều khi bị kiến bò vô nữa, cho nên là có cái giường rồi thì hết sợ đó. Thư thấy thái rồi. Thì thật sự là cái nhà trên thì Trinh cũng đã quay lúc mà mới làm clip á, mới làm YouTube thì Trinh cũng nói như cho cả nhà mừng với Trinh là hai chồng Trinh đã cố gắng để làm kiếm được tiền xây nhà. Thì cái nhà này thì đất đó thì của mẹ Trinh cho khúc mùa sau này, chứ Trinh mua thì chỉ có ngắm thôi, mua hình như là bề ngang 7m mà bề dài được có 10 hay 12 ha, 12 thứ à, 10 thứ về đó nha. Ừ. Tại vì cái mương á, cho nên là Trinh bơm luôn cái mương của mẹ luôn á, mới được mười mấy thước, mẹ cho gan khúc nữa, mẹ cho thêm miếng nữa mới được cái nhà là mười mấy thước á. Thì hai chồng Trinh cũng đã giống như là nỗ lực để phấn đấu để mình có được cái nhà, thì hai chồng cũng đã làm suốt 3 năm mà nhờ cái ơn lớn nhất là cũng nhờ những năm của Trinh. Thì những năm cũng đứng ra giống như là mua vật liệu xây dựng, mua cát đá cho Trinh, mà giống như là trả góp, mình giống như mình trả từ từ, mình có bao nhiêu mình trả bấy nhiêu, nên là vì cái uy tín nhiều năm đưa ra cho Trinh để Trinh có thể với anh Tú thì làm để kiếm được tiền trả thằng lần, chứ tự nhiên mà Trinh xây một cái nhà tường thì Trinh không có tiền để xây, tại lúc đó Trinh với Tú đi làm xa nhưng mà không có được tiền nhiều, làm cứ vài tháng mới nhớ con thì về thăm thì ở đó thì lương cao lắm, nhưng mà mỗi lần mình về thì cái số tiền mình để dành dụm mấy tháng đó thì mình về là mình sử dụng hết rồi, cho nên là cái mình lên chở mình cài thêm mấy tháng nữa, cái đầu tới ngày lễ đó cái lễ. Mình lâu lâu cũng muốn về cái hết tiền. Dạ, khi mình không muốn về mình sợ hết tiền, nhưng mà mình nhớ con quá mình phải về, cho nên là một năm Trinh về 3 lần thì nó hết tiền, rồi cứ làm hoài hai chồng đi, cho nên là làm 10 năm mười mấy năm đó cả nhà, là đến khi bé Thuận học tới lớp 3, lớp 4 Trinh mới về đây. Thì về đây đầu tiên là Trinh sống chung với mẹ cũng cả năm hết Tú. Ừ. Sống chung với mẹ cả năm thì Trinh định sẽ mua cái đất Út trên kia, thì Út nó thôi đi trên kia thì xa quá, thôi con về đây sống đi, thì Út cũng bán cho con đủ cái nhà như đó là bề dài 90 thước rồi ngang 7 thước. Thì Trinh cắt cái nhà rồi mẹ thấy nhỏ quá, mẹ cho thêm cái ngoài sau để cho nó cái nhà nó có cái chiều dài, mình mới làm được cái toilet trong nhà. Còn cái nhà bếp của Trinh thì giống như là cái nhà Trinh thì cái máy ngang, máy xuông xuống luôn nha, cái máy xuông xuống lên là không có làm cái nhà bếp ở trong nhà. Nếu mà làm ở trong nhà là khối này kia kia nọ là cái ton Trinh thì lúc đó là Trinh với Tú không có tiền làm thì phải nói chung là góp á, mình biết là góp nhưng mà cái sức của mình không có khả năng mà tới nhiều á, nên là hai chồng cũng chọn những cái gì đó nó phù hợp với cái túi tiền của mình, cái sức của mình phù hợp với cái sức của mình có thể trả, cho nên là Trinh với Tú làm mua cái ton thì cũng cái ton đó cũng dạng là trung bình thôi chứ không phải đồng tốt, cho nên nếu nấu ở trong nhà là nó sẽ bị nổ ton, là 1 năm 2 năm là sinh hư. Hiện tại giờ là 4-5 năm rồi đó, là nó muốn nổ rồi đó, mà chuẩn bị nổ rồi nè, nổ rồi đó. Mà là Trinh nấu nấu đồ ăn là Trinh nấu ngoài đó chứ Trinh nấu trong nhà đó nổ chưa
Thì lúc mà Trinh mới quay YouTube á, mà cả nhà xem mà thấy cái nhà bếp của Trinh đó, đó là nhà bếp của Trinh thật sự. Tại vì nếu mà Trinh để nấu trong nhà thì nó sẽ bị hư. Hư thì hai chồng lúc đó không có tiền để lo cho cái vụ tôn nữa, nên là cũng thấy quải lắm. Rồi mình cắt cái nhà nhỏ bên ngoài để mình nấu nhà bếp ở ngoài để cho giữ được lâu hơn. Tại vì đồ của mình mua là không phải là đồ mất tiền, cho nên là nó sẽ mang hư hơn, nó không bảo hành. Rồi gạch của Trinh thì gạch đang gạch là gạch lót dưới cái thư đó, là cái gạch này là có bằng nửa giá tiền dưới cái gạch ngoài trời hiện tại của Trinh luôn đó. Tại vì lúc đó là không phải là mình biết cái gạch này đẹp hay là không đẹp, nhưng mà vấn đề là Trinh với Tú không có khả năng để lo tới mà muốn cái gạch đẹp đẹp bóng, nên là Trinh phải mua cái loại gạch giống như gạch thì rẻ nhất này, có 70 mấy, 70 ngàn ha, 72 cái gì vậy, 72 ngàn một thùng á. Nên là còn ngoài kia là trăm mấy, trăm mấy là ngoài kia tới gấp đôi, trăm sáu, trăm bảy, gấp ba luôn, Nên là cái nhà của Trinh thì hôm nay Trinh cũng muốn quay cái clip này gửi đến cô chú anh chị mà cũng có giống như là muốn xem nhà Trinh chỉ xây cái tường lên, rồi gạch thì gạch này là gạch Trinh cũng nói chung là mua đồ giống như là vật tư là nhờ có nhiều năm để Trinh mua đồ trả góp. Cho nên là Trinh với anh Tú thì cũng làm nói chung là vất vả 3 năm để trả được cái số tiền mà nợ cái nhà. Thì lúc đó trả vừa hết là Trinh vừa làm YouTube, nên là Trinh mừng, Trinh cũng muốn quay cho cả nhà xem là Trinh đã trả được cái phần nợ để cho cả nhà mừng với Trinh đó. Bởi vì cô chú anh chị mà hay hỏi Trinh với Trinh đó là clip đầu tiên Trinh cũng đã quay mấy anh em xung họp, đó là quay nhà Trinh đó. Thì hôm nay nhân cái clip này thì Trinh cũng muốn chia sẻ thì gửi đến cả nhà cái ngôi nhà nhỏ của Trinh với Tú. Đây là phòng của Phận. Thì hai anh em á thì ngủ hai bên, nhà Trinh thì chỉ có xây cái toilet kế bên Phận với cái phòng của Thư, còn hai chồng Trinh thì ngủ ở ngoài. Tại vì cái đất này chỉ xây được hai phòng với một phòng toilet thôi là hết rồi, cho nên là đâu có làm được cái nhà sau, nên Trinh phải làm cái nhà sau bên ngoài. Giờ thì video của Trinh thì Trinh quay gửi đến cả nhà, cũng rất mong cả nhà sẽ thương mến và thông cảm với gia đình của Trinh. Không phải là Trinh không muốn chia sẻ đến cả nhà cái vấn đề về nhà cửa của Trinh, nhưng mà Trinh không muốn cho cả nhà giống như là nãy giờ Trinh nói đó, là cái nhà của Trinh thì Trinh cũng trả góp, Trinh mua trả góp, nên là vật tư á 3 năm. Rồi trong khi đó thì tôn Trinh thì nó 3 năm thì nó cũng đã, mình trả hết nợ thì tôn nó cũng đã cũ á, cho nên là Trinh cũng không muốn quay. Còn giống như bức tường của Trinh bên ngoài thì 3 năm rồi Trinh chưa được tô. Ở bên trong là Trinh tô, bên ngoài Trinh chưa tô. Tường bên nên ngoài là bức tường nó cũng xuống. Mục hết rồi. Nó cũng xuống. Gọi là nó xuống đó. Nên là Trinh không có dám làm phiền tới cả nhà, Trinh không muốn quay. Để nhiều cô chú anh chị mà thương Trinh thì thấy sao con ở cái nhà gì vậy này kia thì cô chú sẽ nóng ruột. Rồi Trinh cũng không có cô chú phải lo. Nên là Trinh không có quay nhà, chứ không phải là Trinh né tránh là tôn. Cái miếng tôn rồi xong mình mua về mình sơn màu lại nhá. Cái đợt đó là cái em đó mà mình mướn em ấy giùm đó anh, là em sơn cái màu lại cho Trinh thôi, chứ không phải bằng gỗ, mà nó bằng tôn. Tôn cửa thì đi thẳng ra đây. Ở đây thì cái nhà của Trinh ha, thì Trinh cũng có làm đường nè, cô chú được đó cho Trinh tiền để Trinh cất nhà đó, thì có dư số tiền cho nên là Trinh cũng làm được cái đường ra nhà, cái nhà bếp Trinh luôn, cho nên là cái nhà bếp Trinh nó mới đi nó mới dễ, cái nhà đi không có bị sình, chứ lúc trước Trinh quay thì bị sình dữ lắm. Cái nhà cho cái máy mà chị Kim gửi tặng cho gia đình đó, thì em Tú cất cho nó, bạn cho đừng có mưa tạt này kia để sao nó hư. Tú xài dầu muối, thịt chuối rồi cho gà nó ăn. Thì tí nị tối nay tí nị về quê à, con muốn mặc áo nào? Hay bà cô Hương gửi cho bé nị mặc đồ đó đó nị, nè đó 3 bộ 4 bộ, con mặc đồ nào? Màu cam. Màu cam nào? Cái này là cơm á, cái này mặc đi uống trà sữa không nào má. Ôi trời. Ngồi vậy đây mặc có đẹp không nha? Chưa cởi áo. Đây. Con cảm ơn bà cô. Rồi đây bé Tí Nị mặc bộ đồ trời hối đẹp trai quá nhở. Đẹp trai quá gì nị. Cảm ơn bà cô coi. Phanh tay lại. Phanh tay lại. Không cảm ơn bà cô. Bà cô. Cô đứng đàng hoàng nè. Cảm ơn bà cô. Cảm ơn bà cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà cô mua đồ mới cho bé Tí Nị.
Rồi có hẹn gặp lại bà cô không? Cô hẹn năm sau. Cô hẹn không có hẹn năm sau đâu, hẹn đến Tết. Hẹn Tết rồi gặp lại bà cô vậy ha nị ha. Còn cái tay nướng nè. Rồi bây giờ thì Trinh cũng lấy cái giường của bé Thuận. Thì ở đây bà cô Hương cũng có gửi cho bé Tí Nị là đồ để cho bé đi về quê mẹ, quê cha, quê nội. Thì giờ sẵn dịp bé Tí Nị về thì Trinh cũng cho các bé, cho bên bé Mén luôn. Bé Mén nào vô cô Hai kìa. Bé Mén hồi chiều đi mua đồ với cô Hai nè. Cô Hai cũng mua cho đồ luôn. Dễ thương ha. Thì giờ Trinh cũng dắt mấy bé đi uống trà sữa. Giờ Trinh cũng mời cả nhà cũng theo dõi video nha. Mọi người đi trước, mọi người chở hai bé Mén với bé Hải. Ở đây thì anh Thuận đạp xe đạp. Anh Thuận từ ngày có xe đạp tới giờ đạp bộ nữa cả nhà. Đạp thể dục á, chiều cái chạy vòng vòng đạp thể dục. Xe là nhẹ à, nhẹ chạy lắm anh. Anh Thuận ơi, sao anh Thuận chạy được hay vậy? Sao anh chạy được hay vậy? Chú Thị nó hay quá à. Chú Thị hỏi anh Thuận sao Thuận chạy được hay vậy? Ở đây là dàm Nhân Mỹ mà Trinh hay đó là đi chợ dàm á cả nhà. Thì ban đêm người ta cũng có bán ngoài đường nè, bán quán trà sữa. Hôm nay dắt mấy bé lại đây, ở đây thì gần hơn. Từ quán trà sữa lên nhà Trinh thì khoảng cây số. Bé Mén thôi, bé Mén nhận bà cô chú thôi. Nhận bà cô chú thôi con. Nhận bà cô chú. Nói chuyện hai quay đó. Đây có quậy luôn. Bé Mén đồ ngọt, không biết nhà. Bây giờ mình được hai cái quay. Không biết để kìa. Biết để đâu. Đây là nhân vật chính nè, anh Tố quay cho người chính chào coi. Đúng rồi. Để đâu hai, đâu mấy cái bàn lại. Xích ra mà kéo nó xích ra hết được. Hôm nay thì xíu. Cái tiệm này hồi đó nhỏ
viên, bò giò viên cá viên chiên. Đây là qua đây nè, khoan, khoan để chị hai lấy món không? Đây bé bé máy bò giò viên. Cái nào đâu vậy? Đây, cái này cái nào đâu con ăn về chút thích nữa hả? Con ăn chút thích nữa ha bé mẹ. Tự ăn gì anh Tư? Con ăn cái gì? À, hả? Giờ thì chè cũng đã kêu ra rồi, trà sữa. Giờ Tú cũng mời cả nhà dùng gia đình Tú luôn nha. Cũng mời cả nhà luôn nha. Nấm me ngon á. Đậu phộng. Con Nguyễn uống gì vậy con ơi hả? Về. Nguyễn uống về. Ngủ. Nấm me ngon á. Dầm lên đi. Cái này uống cái gì vậy? Cái này uống gì? Cái này con uống gì cái này? Cái này bên đây uống milo dầm. Milo dầm. Còn bé mén uống gì vậy? Bé mén uống gì nói dừng hai nghe. Nói dừng hai nghe coi. Bé mén. Nó bên kia kìa. Đây nè, đây nè, nó mà cô chú nghe coi. Uống chanh châu đường đen. Đây là ly của anh Tú nè cả nhà. Ly anh trà sữa mắt cha. Ly hết xíu ngon nè. Cái này. À, có bánh lăng là hai chục thôi. Ly có bánh lăng 5.000. Ở đây có gì câu câu mềm, câu câu dừa. Quá trời ngon luôn, cái này của anh Tú nè, để Trinh thử miếng nè. Nhìn màu sắc cũng đẹp luôn. Ngon quá anh Tú. Mấy thằng ngon ha. Rồi. Cái ly thấy cái ly thấy hấp dẫn nữa. Rồi Tú mày cô chú anh chị dùng. Đi trà sữa luôn nha. Cái màu thấy đẹp. Mà tôi giống trà môn quá hả? Ừ, ngon. Bởi vì cái màu môn, cái miếng là châu đường đen. Ngon không? Ngon bánh lăng này, cái bánh lăng mềm lắm luôn nè. Cái bánh lăng này ngon nè. Bánh lăng này là của thầy Văn Sơn đổ nhà. Bởi vì ngon. Còn cái này gâu cô mềm, gâu cô dừa. Để Trinh thử cũng quá. Trinh cũng mời cả nhà. Thơm béo. Thơm béo nè. Thơm béo mà. Thôi ba còn nữa cái. Ở đây thì quán này đông lắm cô chú anh chị, thầy Tú quay nha, cô chú anh chị xem nha. Gia đình Tú thì cũng mua bò cá viên chiên thả cho mấy cho tí nỉ à, gia đình của Nguyễn luôn lâu lắm mới ăn lần với mẹ nữa. Đây đây phan phan Nguyễn ơi, đó sớt hơn nữa, sớt đây có rồi, đây có rồi, có không có rồi. Ừ, để cho mẹ nè, ý là sớt ở giữa nè, sớt ở giữa mẹ ăn đi, mẹ ăn đi, nhiều lắm mua gì nữa lâu lâu ăn lần mẹ ăn đi, mẹ mua nhóc luôn á. Cái cá viên chiên thì có nhiều còn cái con mà cô chú. Ủa đây còn cái nè. Cái đồ bánh thứ hai. Để bánh đi Nguyễn, cái gì nãy đây hùng kêu nhưng mà bỏ vô chung luôn á, cái thì là con nhưng mà cả nhà nha, trời ơi cái đó không phải.
Tí này có mời ông bà cô chú cho tí này. Dạ à, nhỏ quá ta mén. Ờ. À. Đây Hùng cũng mời cả nhà luôn. Mén à, ngồi à, không tới đứng luôn. Không, cái hộp nhỏ kìa. Hộp nhỏ để gần cái miếng đó. Ngon không? Lâu lâu được ăn bò gì là ngon. Này à, bánh bao. Để Hùng thích bánh bao lắm mà ta, bánh bao ngọt á. Có là bên đây có. Có không? Cái gì hồ lô giờ thì bữa tiệc đi uống trà sữa của gia đình Tú Trinh với gia đình Nguyễn Miền Tây à, cùng bé Tí Nị với mẹ thì cũng đã xong à, cái này thì Trinh rủ bé Tí Nị rồi với gia đình Nguyễn đi là Hương muốn cho bé Thuận với Thư được hai cái giường ngủ thì không có Trinh không có làm đồ ăn thì hôm nay rủ bé Tí Nị đi uống trà sữa luôn. Tại hồi sáng thì Nguyễn với Huệ có vô quay trong nhà mẹ cho bé Tí Nị ăn rồi đó, cho nên là ngủ với bé đi uống trà sữa. Thì trong lúc uống trà sữa thì cô Loan có điện lại thì cô Loan kêu Trinh gọi đồ ăn. Thì ở đây cũng mì cay với cháo rồi là cô Loan đãi cho gia đình của Trinh, đãi cho đại gia đình. Nên là con cũng xin cảm ơn cô Loan. Con cảm ơn cô Hương. Cô Hương đã luôn thương mến gia đình con, giúp đỡ cho vợ chồng con và cho bé Thuận với bé Thư được hai cái giường ngủ cho thoải mái. Tôi cảm ơn cô Hương rất nhiều. Con kính chúc cô Hương lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Con cũng chúc cô Loan thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà và những video tiếp theo nha. Tôi xin chào cả nhà. Xin chào mọi người.